Trong video này tôi hướng dẫn các bạn cách cấu hình tài khoản Amazon Symbol Email Service, tức là Amazon SES, vào phần mềm Lariflow. Để có thể sử dụng được Amazon SES thì các bạn sẽ cần phải có một tài khoản Amazon Web Service và sử dụng dịch vụ đó là Symbol Email Service của Amazon. Để đăng ký được một tài khoản Amazon Web Service thì các bạn tiến hành truy cập vào đường link đó là aws.amazon.com. Thế sau đó là các bạn bấm vào nút là tạo tài khoản aws. Cái quy trình tạo tài khoản này thì nó khá là phức tạp. Thì ở đây các bạn sẽ tiến hành sử dụng cái email mà các bạn muốn sử dụng làm tài khoản Amazon. Tôi chọn là đi hát. Điền email, điền mật khẩu. Đó, các bạn bấm nút continue. Đã tồn tại rồi, tôi sẽ chọn một cái email khác. Rồi, ở đây tôi sẽ chọn là nếu trong trường hợp mà các bạn đăng ký tài khoản sử dụng cho doanh nghiệp thì các bạn chọn business. Nếu như các bạn sử dụng cho cá nhân thì các bạn chọn là personal. Các bạn điền full name, điền những cái thông tin cần thiết. Các bạn chọn cái vị trí quốc gia là Việt Nam. Bạn chọn tích vào đây. Các bạn sẽ cần không có dấu nhé. Các bạn continue. Không dấu ạ. Rồi. Ở phần này thì các bạn sẽ cần phải điền cái thông tin cái thẻ visa của bạn vào. Đây là thẻ visa. Rồi các bạn tiến hành nhập số điện thoại của bạn vào. Các bạn tiến hành điền cái mã mà người ta gửi, Amazon gửi về điện thoại của bạn vào. Rồi, ở trước mắt ấy, thì chuyển sang cái phần là Select a Support Plan ấy, thì các bạn chọn là Basic Support Free. Các bạn Continue, Sign Up. Rồi, sau khi mà các bạn đăng ký thành công tài khoản Amazon Web Service thì chúng ta sẽ bấm vào nút là Go to Amazon Web Service Management Console. Và tiến hành đăng nhập với cái tài khoản mà các bạn vừa phải đăng ký. Sai. Ok. Như vậy là các bạn đang ở trong cái tài khoản Amazon Web Service. Và ở đây các bạn lưu ý này. Mặc định là các bạn sẽ chọn cái vùng máy chủ mà các bạn muốn sử dụng của Amazon. Amazon thì có rất là nhiều cái vùng máy chủ khác nhau. Đó, khu vực châu Mỹ, châu Á này. Đấy, khu vực châu Âu này. Rất là nhiều cái vùng máy chủ. Đó, thì tùy vào cái nhu cầu cũng như tùy vào khả năng sử dụng. Anyway thì trong phần đông phổ biến ấy, thì là mọi người thường thường sẽ sử dụng cái cụm máy chủ ở Mỹ. Nó đảm bảo được yếu tố tốc độ cũng như là rất là nhiều cái. Đặc biệt đối với lại là Amazon Symbol Email Service thì nó ở khu vực này khá là phù hợp. Thì đây các bạn có thể lựa chọn mặc định thì Amazon lựa chọn là chúng ta là đó là Ohio. Thì ở đây tôi thường thường lựa chọn là Virginia. Đó, tôi chọn là bang Virginia. Đó. Thì khi mà lựa chọn đấy thì các bạn sẽ thấy như này, cái cách thức quản lý của nó ấy, tức là khi mà các bạn lựa chọn một cái vùng, cái bang ấy, thì tất cả các dịch vụ đấy nó sẽ đi kèm theo cái bang đó. Chính vậy là các bạn đăng ký ở đây ấy, thì nó sẽ liên quan đến đây thôi. Còn khi các bạn chọn bang khác ấy, thì có thể những cái dịch vụ bạn đã đăng ký ở cái bang Virginia này chưa chắc là ở Ohio bạn đã đăng ký. Tức là bạn sẽ trả tiền dựa trên những cái gì bạn đăng ký chứ không phải là dựa trên những cái này, cái vùng máy chủ. Đó, thì ở đây tôi lựa chọn là Virginia. Đó. Và ở đây các bạn có thể tìm kiếm đó là email service.
khi các bạn tìm kiếm một cái email service, các bạn thấy rằng là Amazon đã gợi ý cho chúng ta cái này, các bạn bật chọn vào đây. Đó. Rồi. Thì ở đây các bạn thấy rằng là các bạn đã vào cái màn hình quản trị của Amazon Web Service rồi. Đó. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ cần phải tiến hành là cấu hình cái domain hoặc là email address. Tức là cái email address đây là gì? Các bạn sẽ tiến hành khai báo cái địa chỉ email mà các bạn muốn sử dụng để các bạn gửi email. Ví dụ như là tôi muốn rằng là tất cả những cái email tôi gửi đi thông qua Amazon SS ấy là đến từ cái email tên miền của tôi. Ví dụ như là tôi sẽ chọn là verify, tôi cho cái điền một cái email là Austin. Tôi muốn rằng là sử dụng cái email này để tôi gửi. Đó. Thì hệ thống sẽ gửi cho tâm. Amazon sẽ gửi chúng ta một cái email để chúng ta xác thực cái email đấy là chúng ta có sở hữu. Là chúng ta có sở hữu. Chúng ta sẽ cần phải đăng nhập vào Gmail. Vào cái địa chỉ email mà chúng ta vừa mới khai báo. Đây. Chúng ta thấy Amazon Web Service đây. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái email đó và chúng ta bấm vào cái link mà Amazon gửi cho chúng ta. Đó, chúc mừng. Bạn đã verify địa chỉ email. Bây giờ bạn có thể bắt đầu gửi email từ địa chỉ này. Đó, bạn có thể bắt đầu gửi email từ địa chỉ này. Đó, chúng ta sẽ F5. Rồi, email này đã được gửi đi. Còn rất nhiều cái cài đặt khác nữa trong này, đê kim xác thực tên miền vân vân, rất nhiều nhá. Là cái việc này thì nó việc nâng cao hơn, chắc là mọi người sẽ tự tìm hiểu thêm. Tôi có thể cấu hình thêm cái địa chỉ email nữa, đó là ví dụ tôi muốn gửi email từ tình chậm nguyễn còn bạn của họ, tôi muốn sử dụng cả hai email tôi gửi đi đó, lúc này tôi sẽ lại đăng nhập tiếp một cái tài khoản. Ở bên này chúng ta sẽ thấy rằng là sau khi xác thực xong, Amazon sẽ gửi chúng ta một cái email báo cáo rằng là chúng ta đã xác thực địa chỉ email đấy tại đây này mọi người này, đấy, lưu ý này. Rồi xem bên này, đó, bên này chúng ta thấy không ạ, Amazon cũng gửi ta một email và chúng ta click vào đây để chúng ta tiến hành. Đấy, chúc mừng, bây giờ bạn cũng có thể bắt đầu gửi email từ địa chỉ tình nguyện chấm tình chấm nguyễn @gmail rồi. Chúng ta rời đi, tắt đi. Đó, và chúng ta F5. Đó, như vậy là chúng ta đã xác thực xong hai cái địa chỉ email sử dụng để gửi email đi cho khách hàng. Đó, sử dụng để gửi email cho khách hàng. Bước tiếp theo nữa là bây giờ là lúc chúng ta sẽ tiến hành là cấu hình cái địa chỉ, cấu hình cái tài khoản Amazon SS này vào tài khoản Ladyflow. Để làm điều này, chúng ta sẽ tiến hành là bấm vào nút menu SMTP setting. Đó. Thì đầu tiên ấy thì mọi người sẽ phải copy cái này vào. Copy này. Đó. Sau đó mọi người sẽ dán vào một cái notepad đi. Cho nên nhớ nhá. Đấy, bây giờ dán vào đây, được chưa? Rồi. Tiếp theo là bây giờ các bạn sẽ cần phải tạo username và password để mà đăng nhập. Thì với Amazon SSS ấy, chúng ta sẽ tiến hành là tạo một cái credential, là một cái nó chính xác là nó là username và password, để mà nó giống như cách chúng ta cấu hình vào tài khoản Gmail mà ở những video trước mà các bạn đã xem ấy. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút là list my SMTP. Đó, thì mặc định là người ta để cho mình một cái username như này, chúng ta cứ để im. Đó, và chúng ta đến show. Amazon SSS.
sau đó chúng ta bấm nút là create. Rồi, bạn đã tạo thành không? Đây chỉ là một lần NFP thôi. Đấy. Bây giờ bạn sẽ tiến hành copy cái này. Copy. Giả nó vào đây. Đó. Bây giờ bạn có username, bạn có password, bạn có port, bạn có TSL. Được chưa? Rồi, bây giờ bạn đã có những cái thông số cơ bản rồi. Bạn đã có những cái thông số cơ bản rồi. Bây giờ bạn sẽ tiến hành là cấu hình vào tài khoản LadiFlow. Bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản LadiFlow. Bạn vào menu tích hợp. Chọn là tài khoản liên kết. Chúng ta chọn SMTP. Tên gợi nhớ chúng ta chọn là Amazon SES. Đấy. Amazon SES. Ví dụ như bạn lấy rằng là tình.nguyen.com.com. Thì đây là các bạn sẽ copy cái này. Bạn nhắm vào đây. Cái email người gửi nhá. Các bạn nhớ này, email người gửi nó phải là một trong hai email mà tôi vừa mới xác thực. Tức là khi các bạn xác thực bao nhiêu email thì các bạn sẽ phần phải điền đúng cái email đã xác thực với Amazon trước đó vào đây. Đó. Email nhận phản hồi thì nó cũng tương tự như cái việc mà chúng ta cấu hình trong phần Gmail thôi. Rồi đến phần hot name này, chúng ta sẽ xem cái phần hot name của chúng ta này. Hot name đó chính là server name. Chúng ta sẽ copy cái này vào, copy chúng ta dán vào đây. SMTP port, chúng ta sẽ xem SMTP port. SMTP port 465. Đó. Thì ở đây là đối với TLS thì chúng ta chọn 587 nhé. 587. Chúng ta điền là 587. Chọn TSL. Chọn TSL. MTP Auth. Chọn on. Username và password. Chúng ta sẽ chọn username và password. Username đây. Chúng ta copy này. Đó. Chúng ta dán nó vào đây. Password. Đây chính là password. Chúng ta copy và chúng ta dán vào đây. Rồi. Rồi, sau đó chúng ta bấm nút lưu là xong. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong cái tài khoản Amazon SES vào hệ thống LadiFlow. Và bây giờ chúng ta cũng có thể sử dụng cái tài khoản, thay vì cái việc tôi sử dụng Gmail. Ví dụ như Gmail có giới hạn số lượng email gửi một ngày thì chúng ta cũng có thể sử dụng Amazon SES. Một cái điểm lưu ý khi chúng ta sử dụng Amazon SES ấy, chúng ta lưu ý này, đó là cái phần cấu hình. Nhưng để mà cái cấu hình đấy nó làm việc được ấy, thì trước tiên ấy, thì tài khoản của bạn ấy, nó phải chuyển sang ở cái chế độ là chế độ production. Hiện tại bây giờ với những cái tài khoản mới ấy, thì các tài khoản đấy đều ở chế độ sandbox. Tức là cái chế độ sandbox ở đây là gì? Là chế độ mà chúng ta chỉ gửi test thử trong cái console này thôi. Còn để mà tích hợp được các ứng dụng khác ấy, thì chúng ta sẽ cần phải được kích hoạt cái tài khoản này, được kích hoạt tài khoản này. Và lưu ý thứ hai nữa là gì, đối với những cái tài khoản mới ấy, thì đối với những tài khoản mới thì thường thường Amazon họ giới hạn số lượng email gửi đi. Đó, thì hiện tại giờ với những tài khoản mới thì đó là gì ạ? Thì trong vòng 24 giờ tức là chỉ được gửi 200 email một ngày thôi. Và với tần suất là một email một giây, với một tần suất là một email một giây. Thì đây chính là cái phần limit của Amazon. Thì để mà có thể gia tăng được cái số lượng email gửi đi một ngày ấy, cũng như là số lượng email gửi đi mỗi giây ấy, thì chúng ta sẽ cần phải là gì ạ? Cần phải yêu cầu request sang Amazon để họ mở. Thì để request được sang Amazon mở ấy, thì sẽ các bạn sẽ, và khi các bạn vào cái phần màn hình này, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là có một cái link gọi là request increase sending limit. Thì các bạn chỉ cần bấm vào đấy. Đấy, sau đó là các bạn sẽ cung cấp những cái thông tin mà bên chỗ Amazon họ yêu cầu. Đó, bây giờ các bạn sẽ chọn là send quota. Đấy, request quota. Đó. Và các bạn muốn rằng là gì? Các bạn muốn tăng bao nhiêu? Ví dụ như các bạn muốn tăng 50.000 email. Đó. Thì ở đây là các bạn có thể là bấm vào nút là request. Đó. Thì các bạn đã thực hiện cái việc là gửi request sang cho Amazon rồi. Thì các bạn sẽ cần phải đợi Amazon. Đấy, còn đây là
gửi request sending rate thì các bạn sẽ gửi là hiện tại là chỉ cho phép chúng ta là gửi một email một giây thôi. Thì tôi muốn gửi email là 1000 email một giây. Đó, bấm nút là view request. Đó. Thì tức là các bạn đang gửi hai request và các bạn sẽ tiến hành đợi Amazon. Đợi Amazon. Thì sau khi mà Amazon họ thực hiện cái việc xem xét request đấy thì họ sẽ tiến hành, họ sẽ mở thêm cho chúng ta limit. Thì ví dụ như là khi họ mở limit cho chúng ta như thế này. Đó, thì chúng ta thấy rằng là họ mở lên là cho chúng ta là hơn 20.000 email mỗi giờ rồi và thêm là 10 email mỗi giây. 10 email mỗi giây. Đó, 10 email mỗi giây. Đấy, và cái tài khoản này thì nó đã chuyển sang cái chế độ gọi là chế độ live rồi. Đó, nó không còn là sandbox nữa. Chế độ sandbox nữa. Đó. Thì đây chính là cái tài khoản đấy. Thì và cái việc mà chúng ta chỉ việc là tạo cái gì ạ? Tạo cái MMPP. Đấy, nó cũng tương tự như vậy. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi sẽ cấu hình thêm cái tài khoản này vào để mọi người dễ hình dung. Đó. Mới đây, bấm nút là create. Đó, đây chính là phần sau đây. Đó. Tôi copy phần này nhé. Bây giờ tôi sẽ lưu ý này. Tôi sẽ tiến hành là tôi vào phần này, tôi tạo tài khoản liên kết mới này, MMPP Amazon. SAS ví dụ như là info@techtoday.vn. Đó, tôi chọn là ra vào đây. Việt Nam Matech. Đó. Hot name. Đấy. Username, các bạn điền username trước, các bạn username copy dán vào đây. Đấy. Password bạn copy dán vào đây. On DSL 465 chưa? Đó, các bạn tiến hành đóng nó đi. Đấy, được chưa? Khi các bạn tạo rồi các bạn có thể tắt nó đi. Đấy, sau quay trở lại này, các bạn nhìn thấy này. Đó, SMTP này, Simple and Spoil, các bạn chọn là SMTP. Các bạn copy. Đó. Và các bạn dán nó. Đó, như vậy là các bạn đã tiến hành là cấu hình xong một tài khoản SMTP mới, lưu lại. Nhập tên người nhận, email người nhận phản hồi, các bạn sẽ dán nó vào, lưu. Đó, như vậy các bạn đã tạo xong được hai tài khoản Amazon FS. Đấy, trong trường hợp nếu như mà các bạn thấy rằng 20.000 email mỗi giờ, mỗi ngày vẫn còn ít quá thì bạn lại tiếp tục, các bạn lại request tiếp. Đấy, cứ request tiếp cho đến khi nào mà các bạn thấy rằng là đủ để các bạn dùng hàng tháng là được. Đó, thì đó là toàn bộ cái quy trình từ cái việc tạo tài khoản Amazon FS cho đến việc xác minh tài khoản, cho đến việc là request limit sending, rồi thì cấu hình tài khoản Amazon FS vào là Flow. Đó, sau khi cấu hình xong, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái SMTP của Amazon để các bạn gửi email cho khách hàng của mình thông qua nền tảng Ladiflow.